Xin chào các bạn nhé. Lâu lắm rồi Mạnh Phát mới quay lại video những chiếc xe cũ luôn. Một phần là vì trời mưa, một phần là như các bạn đã biết, hiện tại thì đơn vị vận chuyển cực kỳ khó khăn. Mạnh Phát phải gửi một bên khác nó cực kỳ đắt. Sợ rằng các bạn sẽ mua xe với giá đắt hơn trong thời điểm này nên Mạnh Phát đã không quay video cho các bạn. Mà hiện tại thì khi Mạnh Phát quay video này thì Mạnh Phát cũng hạn chế bán đi quá xa cho mọi người nhé. Một là các bạn ở trong Sài Gòn, Bình Dương hay là gần ấy, ở gần Long An hay là Hà Nội này, hay các tỉnh lân cận mà gửi được xe khách hay gửi được xe tải ấy, thì nó tiện, hoặc là Mạnh Phát sẽ đi ship thì nó sẽ chủ động hơn. Còn nếu mà gửi xa thì bây giờ phí rất là đắt. Gửi bên Nhất Tín thì nó vẫn đang đi được. Tuy nhiên là cái phí mà các bạn phải trả cho một chiếc xe nó lên từ 700 nghìn đến 1 triệu cơ. Nó khá là cao. Mạnh Phát hỗ trợ cho mọi người thì cũng phải lấy từ 5 đến 700 nghìn rồi. Nên là giá rất là khá là cao, nên là video này chỉ dành cho những bạn ở gần gần thôi nhá. Nếu mà sang tuần mà gửi được bình thường thì Mạnh Phát sẽ thông báo nhá. Hoặc là các bạn ở gần quốc lộ 1, tức dọc quốc lộ 1 ở các tỉnh từ đây vào Bắc Trung Nam là mọi người đều nhận được xe. Còn nếu mà Nghệ An, Thanh Hóa hay Ninh Bình thì có xe nhá. Thanh Hóa các thứ là đều có xe khách, xe tải nhận bình thường. Đấy, hay là Phú Thọ hay là Tuyên Quang, đấy những cái tỉnh gần, Bắc Ninh, Bắc Giang thì vẫn có thể ship tận nơi được mọi người nhá. Thì đây là những chiếc X-Men này. Đấy, trong lô video này thì sẽ có 3 chiếc là có biển đăng ký đầy đủ. Ồ, mọi người nhá, đây. Mọi người quan sát này, đây là con X-Men Fuji này. Đấy, rất là đẹp. Con này thì sẽ có biển đăng ký đầy đủ luôn. Đấy, anh sẽ quay cho mọi người xem. Xe màu chưa cả rửa luôn nhá mọi người nhá, bởi vì trời nó đang mưa. Đấy. Đây. Tiếp theo là con này. DT3 của Dương Tiến Phát. Đây con này. Con này này, cũng có biển đăng ký này. Mình dắt ra ngoài cho mọi người xem qua. Rất là đẹp. Nói chung là xe toàn xe nguyên bản chắc chắn, biển Hà Nội luôn. 93515. Đây, anh ta sẽ quay tổng thể luôn cho mọi người xem. Đấy. Tiếp theo là con này cũng có đăng ký biển này. Con này là xe đã độ nhá. Đấy, ai thích độ độ con này cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Và con này cũng có biển đăng ký luôn nhá mọi người nhá. Biển đăng ký đầy đủ luôn. Con này có biển đăng ký đầy đủ và con này thì sẽ có 3 xe có biển đăng ký này sẽ có giá là 7 triệu bình mới nhá mọi người nhá, 7 triệu bình mới. Còn 2 xe này là 2 xe không có đăng ký biển. Xe điện thì thực ra không cần thiết lắm. Nhưng con này thì sẽ có giá là 6.500.000. Màu đỏ này cũng rất là đẹp này. Đây anh ta sẽ quay cho mọi người xem. Đây. Đấy. Con này thì sẽ có giá là 6 triệu bình mới nhá mọi người nhá. Bình mới, tất cả xe đều là bình mới hết. Đấy. Phí ship thì cũng tùy từng vùng, nếu mà ở gần thì Mạnh Phát sẽ miễn phí. Còn nếu các bạn ở các cái tỉnh thành mà có thể gửi được ấy, nếu mà gửi được xe tải rất là rẻ nhá. Đặc biệt là các bạn ở dọc quốc lộ 1 thì mọi người ra được quốc lộ 1 lấy xe bất kể ở đâu nhá, kể cả Nha Trang hay là ở trong gần hay là Bình Dương linh tinh cũng chỉ mất khoảng 200 nghìn thôi. Hay là phí ship mà nếu mà gửi xe tải trong Sài Gòn nó chỉ mất khoảng 200 nghìn thôi. Đấy, Sài Gòn thì Mạnh Phát ship tận nơi vì có nhân viên trực tiếp ở đấy mà. Mạnh Phát sẽ ship tận nơi cho mọi người luôn. Thì, những cái chiếc X-Men này là những cái chiếc mà còn rất là đẹp và Mạnh Phát cũng kiểm tra rất là kỹ rồi, bởi vì thời gian nó có nhiều mà. Nên là xe rất là đảm bảo luôn. Xe rất là đảm bảo cho mọi người luôn. Và đi rất là êm. Đây. Đây anh sẽ cho mọi người xem này. À, những chiếc là có bình thì đi rất là êm. Đấy, con này thì đi cực kỳ êm luôn. Đấy, xe đi rất là êm. Những chiếc này cũng vậy, đây con này cũng vậy này. Con này độ rất là đẹp này. Độ rất là nhiều chi tiết luôn. Từ sơn vành, dán tem, tay lái, tay phanh, gù ghiếc đủ hết. Mà con này giá rất hợp lý thôi, chỉ có 7 triệu thôi. Thì anh cứ các bạn mà có nhu cầu mua hay là bảo bố mẹ mua cho thì alo cho anh Phát nhá. Số điện thoại của mình là 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Điều kiện để mua xe là mọi người sẽ phải đặt cọc trước 1 triệu, nhận xe thanh toán nốt nhá. Đây thông tin cửa hàng của mình đây, nên mọi người chắc là anh em theo dõi nhiều thì anh em quá quen thuộc rồi đúng không? Không bao giờ phải lo lắng vì vấn đề về đặt cọc hay xe cộ là ra làm sao cả, đúng không? Đấy, mọi người có nhu cầu thì alo cho mình nhá. Đây là lô 5 xe X-Men cũng rất là đẹp đúng không? Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe xe đẹp Mạnh Phát nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.